chào Thắng, em xin kính chào tất cả quý vị quan khách đến đây để dự chương trình lễ thương khó của tôi hôm nay. Tôi xin thay mặt cho ban chấp hành của hội thánh Tin Lành Vĩnh Tình để chào đón quý vị và cảm ơn quý vị đã dùng thời gian quan trong thời gian bận rộn của quý vị đến đây để dự lễ thương khó. Welcome to Vietnamese Alliance Church of Wheaton. Thank you for coming. Thank you for sending the time out of your busy life to come here tonight to worship God with us. Đây là một kỳ rất là quan trọng trong trong cái mùa phục sinh này để chúng ta tưởng nhớ đến sự thương khó của Chúa. Nếu sự thương khó của Chúa nó không có cảm động được lòng chúng ta thì sự sống lại của Chúa chưa có một cái ảnh hưởng trên đời sống chúng ta. Và sự sống của Chúa thật sự chưa đi vào trong cuộc đời chúng ta. If the suffering of Christ doesn't move us, then His resurrection doesn't affect us, and His life doesn't change our life yet. Cho nên tối hôm nay, tôi xin chúng ta cùng nhau để một thời giờ rất im lặng, hướng lòng về Chúa, và qua những bản thánh ca, qua những đoạn kinh thánh, và qua sự điệp tối hôm nay, ta hy vọng rằng sự thương khó của Chúa Jesus Christ nó sẽ cảm động lòng chúng ta và nó thay đổi đời sống chúng ta. So be still and be silent before God to meditate, to reflect on His death and His suffering for our sins. Hopefully through the songs, through the Bible verses, through the message, we all are brought to the foot of the cross, and through that we'll be blessed. Tôi xin quý vị vui lòng mở cái cell phone của quý vị qua cái im lặng hoặc là mở qua cái vibration để cho các buổi nhóm được trang nghiêm. I just want to remind you to turn your cell phone to vibration or silence, especially like that. Will not disturb our service. Please all stand up. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên và tôi xin đọc một vài câu ở trong thánh Ê-sai đoạn 53. Xin chúng ta hướng lòng Chúa để nghe một vài câu thánh trong Ê-sai tiên tri về sự thương khó của Chúa Jesus Christ. Ê-sai đoạn 53 câu 3, câu 4. Câu 5 và câu 6. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta bị chẳng coi người là gì. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, và chúng ta được tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Surely he took upon, surely he took our pain and bore our suffering. Yet we consider him punished by God, stricken by him and afflicted. Những người đã bị tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự giá đáng chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt của người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds we are healed. Chúng ta thấy điều như thiên đi là ai theo đường ấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc trên người. We all, like sheep, have gone astray. Each of us had turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Xin kính mời ông Hồ Nhật Nguyên. Let's come to God through our prayer. Thank you.
lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con là Đấng Thánh ở trên cao. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vì buổi chiều hôm nay Chúa đã cho phép dân sự của Ngài cũng như tất cả những thân hữu của chúng con có mặt ở trong đền thánh này để chúng con kỷ niệm về sự thương xót của cứu Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã đến trần gian này để tìm và cứu chúng con là những kẻ bị chết khuất ở trong tội lỗi. Nhìn ngược dòng lịch sử của Thánh Kinh thì buổi sáng thế Chúa cũng đã dùng huyết của chiên con và lấy da của con thú để mà che đậy tội lỗi của loài người. Đến thời của dân Israel nằm ở trong xứ Ai Cập, Chúa cũng đã dùng huyết của chiên con để mà bảo vệ dân sự của Ngài qua từng nhà ở trong xứ Ai Cập. Và gần 2000 năm nay Chúa đã đến trần gian này chịu đổ huyết ra vì cớ tội lỗi của chúng con. Ngài đã đem chúng con lại với Đức Chúa Trời và là một sự tương giao để trở nên tôi con của Chúa. Con lớn tiếng để cảm tạ ơn Ngài. Bởi vì tình yêu của Chúa đối với chúng con không có một lời nào của trần gian này, không có đủ tiếng của loài người để mà nói hết về tình yêu của Chúa, về sự nhân từ của Ngài cũng như sự thành tín của Ngài đối với chúng con. Lạy Chúa, chúng con tin chắc rằng giờ này Ngài đang hiện diện với chúng con ở trong phòng nhóm này. Xin Chúa khai trị từ trong lẫn ngoài để tất cả những chi tiết của chương trình thờ phượng của tối hôm nay, chương trình kỷ niệm về sự thương xót của Chúa của tối hôm nay được đầy ơn của Ngài, nhất là cảm động lòng của thân hữu chúng con để họ thấy rằng qua tình yêu của Chúa, chỉ có tình yêu đó là lớn hơn hết cả trong cuộc đời của mình, mà bằng lòng tiếp nhận Chúa để được sự cứu rỗi như chúng con. Vì Chúa yêu chúng con không có điều kiện nào, không có một giá nào lớn để mà so sánh được ở trong tình yêu đó. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn cho hội thánh Chúa, ban ơn trên mỗi tôi con của Ngài ở trong từng tiết mục của chương trình của mỗi người có nhiệm vụ được đầy ơn của Chúa. Xin thần linh Đức Chúa Trời ban ơn và gìn giữ cho hầu cho tất cả đều quy y hiển danh Chúa và cho chúng con thấy được ơn lành của Ngài bày tỏ trên hội thánh của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Một lần nữa chúng con kính dâng thì giờ này trong tay Chúa với lòng biết ơn, với lòng thành kính của chúng con, hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.